Vâng, cửa hàng Miro xin mến chào toàn thể các bác nhá. Và trong video clip ngày hôm nay, hiện tại em đang có mặt tại kho của Hiếu Minh Auto. Thì báo cáo bác thì hiện tại em đang quay clip ở ngoài Bắc các bác nhá. Thì đối với sản phẩm mới này thì sẽ có cả có sản phẩm tại hai cơ sở bên mình là 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội và 76A Lũy Văn Bích quận Tân Phú Hồ Chí Minh. Và quay vào vấn đề hôm nay, ngày 11 tháng 5 thì bên Hiếu Minh là rất trân trọng nhập về được số lượng đối với con đẩy công suất chính hãng nhập khẩu của DBL Tech Mai hiệu D4.25. Đây là con đẩy có thể nói hiện tại đánh giá trong các hãng thì nghĩa là các dòng đẩy hãng nhá. Thì đây con đẩy có thể nói rất là chất. Rất là chất, độ bền cao, được bảo hành đến 2 năm. 1 đổi 1 trong 6 tháng đầu. Các bác giữ cho em nó không bị xước sát là được. Rồi 1 đổi 1 trong 6 tháng đầu các bác nhá. Và cái điều này đã khẳng định bằng các bác trong thời gian qua bác sử dụng và em phải mất đợi 4 tháng mới có hàng về. Trước đây đã cháy hàng. Và cũng trước đầu video cũng báo cáo bác trên kênh để các anh em nào hôm trước các bác nào khách hàng có nhu cầu đổi các con này này thì bác ngày mai đến cơ sở bên Hiếu Minh nhá. Hàng vì hàng về buổi chiều ngày hôm nay thì em vẫn chưa cấp ra cửa hàng, ngày mai bắt đầu là có hàng tại mặt cửa hàng Hiếu Minh Auto rồi. Thì báo cáo bác biết để các bác có ra cửa hàng để đổi các, nâng cấp sản phẩm. Và quay vào con đẩy này là con đẩy có thể là an toàn nhất trong những dòng đẩy và cơ động nhất, nhẹ nhất và bền nhất. Vì bền đây nói đến bảo hành là bền rồi. Bảo hành rất là dài và những bác nào chơi các bác biết rồi. Những con đẩy này là các bác có thể chơi ở những bộ dàn sự kiện lớn, show, sự kiện, phòng hát hoặc các bác chơi gia đình với những bộ combo rất là mộng khủng thì bác chơi những con đẩy nguồn mạch class TD như ngày hôm nay. Nó rất là xịn sò ở phần nội thất em sẽ quay ngày hôm nay. Và đây là dòng đẩy 4 kênh cho công suất cho ra mỗi kênh là 1.300W một kênh, có thể đánh được một quả đôi 40 từ 220 con 100 đối full. Súp có thể đánh được quả súp đôi 40 từ 220 con 100 các bác nhá. Rất là khỏe luôn. Hoặc các bác có thể đánh súp 50 cũng đánh được, súp 50 con 100 thôi là đánh được các bác nhá. Còn côn to hơn, các bác đánh con đẩy nó thì bác thể đánh đẩy hai kênh, còn những như côn tầm 100 đổ lại thì con đẩy 4 kênh vẫn tiếp được các bác được. Rất là khỏe và bền. Thì vấn đề cơ động thì bác nhìn vào trọng lượng nó này. Trọng lượng đối với máy không, đối với con đẩy này có 14kg. Quyết nhặng nhấc cho anh về. Đây một em nhờ một cậu thanh niên. Đấy, cái gầy này có thể nhấc được rất là nhẹ nhàng, không lặng lề cả. Rất là nhẹ luôn, như bế một em bé vậy. Đặt xuống cho anh ơi. Và trọng lượng nguyên hộp của nó là 17,5kg. Hàng nhập khẩu nguyên chiếc, COCQ, code về đầy đủ. Và báo cáo bác đây là dòng đẩy sản xuất tại Trung Quốc với công nghệ của Mỹ. Đây, nhìn rõ. Công nghệ của Mỹ thôi nhá. Nhưng mà công nghệ đây nó là các linh kiện xịn sò, chất lượng nó đã hội tụ ở con đẩy này. Và đây là đơn vị của mình thì đây là con đẩy xịn nhất của đơn vị của mình bán ở phân khúc và giá hơn 18 triệu đồng các bác nhá. Và quay vào đây em sẽ review bắt đầu nhá. Số lượng về em bỏ đây tạm thời chục chiếc để review đến toàn thể các bác cũng anh em. Để các bác cũng biết số lượng hàng về. Thì nói đơn vị của mình thì những cả những con mồi đẩy ra tiền 20 triệu nhưng đơn em nhập số lượng rất là nhiều. Thì ở đây phần hộp nó đây. Con lý nhá. Bên trong hộp thì nó sẽ gồm 4 cái ke xốp này. Và con đẩy này nó rất là cơ động là gì? Nó rất an toàn. Khi bác chơi xảy ra chơi tình trạng chập cháy. Chập đây là chập cái nó ngắt hay là bác hát bị rít loa quá nó cũng ngắt. Hoặc bị hoặc là các bác đánh quá ngưỡng nó cũng bị ngắt. Đây là rất an toàn, vì sai bảo nói đây là con đẩy rất là an toàn các bác nhá. Cực kỳ an toàn luôn ở phân khúc này. An toàn lắm các bạn. Vì nó bảo thân nó có chế độ chống chập dây loa, chống chập thiết bị chập thì nó bảo vệ cho bản thân chính nó và bảo vệ cho loa nhà các bác cũng như bảo vệ cho thiết bị trên giàn nhà các bác. Đó. Ở đây thì bác nhìn này, con đẩy này thì nó là con đẩy chuyên sự kiện nên nó có phần ke. Phần ke này trường hợp nó bắt vào tủ máy các nhá. Ke vào tủ máy này. Bộ của nó nguyên hộp rất là chuyên nghiệp. Dòng cao chuyên sự kiện mà. Phía sau thì nó vẫn đầy đủ cầu. Cầu thì quyết quay cho anh đằng sau. Đây mặt đằng trước của em nó này. Đầy đủ cầu nhá. Cầu ra này. Cầu ra này. Tín hiệu vào này. Cầu ra các chế độ đánh như Pride, Panel, nguồn kênh đầy đủ. Đấy. Rất là gọn, hội tụ hết. Ngoài ra thì nó còn chế độ nữa là gì? Đường link này. Các thấy em link không ạ? Link cầu. Nghĩa là link bằng dây... Nghĩa là cái cầu này thay cho cầu lưu trích đấy, có tưởng tượng. Và đầu bác đấu, nó kẹp dây đồng vào đây để link ra một thiết bị khác. Cực kỳ tiện lợi trong cái quyển sách này vậy bác nhá. DBL Tech Mai 4.25. Bây giờ em sẽ quay mặt đằng trước và mở phần nội thất các bác cùng xem. Quay cho anh với.
Rồi. Mặt đằng trước thì bác cùng nhìn lại trước khi em quay vào ruột. Mặt đằng trước thì thiết kế tất cả toàn bộ mặt đằng trước là phanh nhôm, nghĩa là bên hãng cũng như bên nhà sản xuất họ cải tiến ở đây là nó cho nhẹ nhàng và cơ động, thì tất cả sử dụng là bằng cái mặt này, bằng nhôm này để nó giảm thiểu đổ lăng và nhìn nó sang trọng hơn, đẹp hơn, nhẹ nhàng hơn. Đấy, cắt CNC nhé bác nhé, rất là đẹp luôn. Rồi mở cho anh phía ruột ra nào. Rồi em sẽ mở cái lắp nhé, phần lắp. Đấy. Khi mở phần lắp ra thì các bác có thể thấy được rằng ở đây là nó có một phần cách điện để cho tình trạng đỡ bị mát ra. Ở đây một tấm cách nhấc ra cho anh. Đấy, rất là xịn sò. Bên trong bác nhìn vào mạch, bác có nhìn được cái mạch thôi, nó đã đổ đủ chất. Đối dòng này nhá, thứ nhất là đánh là quạt không bị kêu to, đánh nó êm mát máy, sử dụng 4 quạt gió tản nhiệt. Mà trong đó mạch sử dụng bo nguồn, sử dụng là mạch class TD rồi, đánh rất là mát rồi. Trong đó vẫn là sử dụng đến 4 quạt gió tản nhiệt, gồm 2 quạt nhỏ ở giữa và 2 quạt to bên cạnh. Phần tụ hóa này, tụ hóa của nó sử dụng tất cả tụ hóa điện áp rất là cao. Nó ít tụ nhưng mà nhìn vào điện áp này, 200V mới nhé. Tụ hóa điện áp rất là lớn luôn. Một cục nguồn bo nguồn xung ở giữa rất là lớn. Phần mạch bác nhìn vỉ mạch luôn. Đối dòng này khi các bác yên tâm về vấn đề gọi là bảo hành, vì thứ nhất là 1 đổi 1 trong 6 tháng đầu, thứ hai bảo hành đến 2 năm thì có yên tâm sử dụng. Và đối dòng này là các bác có thể là khi nếu mà nói chung là đồ thiết bị nó cũng phải chia ra nhiều, nó không nói trước điều gì, nhưng vấn đề là khi nó xảy ra tình trạng lỗi gì đó thì ở đây bên hãng sẽ đảo vỉ, đổi cho bác hẳn cái vỉ mới luôn, cực kỳ tiện lợi luôn. Sò sử dụng sò MOFET của nó toàn là sò bằng sò SK các nhé, là sò đắt tiền nhất, nghe là những dòng sò đắt nhất, chính nhất, bù áp cũng sử dụng bù áp lớn, vỉ mạch cực kỳ chất ngầu. Để trong một video em thông báo các bác trên kênh thì các bác cũng biết. Và ở đây hàng về thì em mở trước một chiếc này vụ, sau này các em bán cho các bác ấy thì em vẫn lắp vào thôi, nó vẫn mới tinh. Thì em báo luôn cái CD của nó này, CD con này nó sẽ là 62498. Thì sau này em bán cho các bác là em không còn cái tem này nữa nhé. Nhưng em mở ra để các bác cùng xem ruột thì em bán cho bác vẫn bình thường thôi nhé, vẫn bảo hành 2 năm như bình thường. Đấy. CD là đây, đọc lại CD một tí, 62498 nhé, một CD máy. Thông báo bác trên kênh, còn đẩy chất lượng ở phân khúc giá 18/18 triệu đồng. Các bác cũng anh em có nhu cầu đối với sản phẩm đẩy, đơn vị em là một đơn vị chuyên bán sản phẩm đẩy công suất rất nhiều các mã khác nhau, thì có liên hệ trực tiếp bên em qua hai số online đây, hoặc đến cơ sở bên Đình Minh tại cơ sở miền Bắc là 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội, cơ sở miền Nam là 76A Lũy Văn Bích, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh con nhé. Và hiện tại đơn vị bên Đình Minh đều có chương trình trả góp, anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên em. Và xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé.